lòng của anh người yêu trong lòng của anh thôi trong vòng 30 giây thôi đừng làm vậy em thích lắm đừng làm thế không nữa ơi nhảy mọi người ơi thôi bây giờ yêu cầu như này qua lại yêu cầu khác đi bây giờ yêu cầu như này này nhẹ hơn thôi làm ơn ok rồi vậy ôm đi không ở đây em hãy vẽ son vòng tròn miệng của em không ừ đúng rồi dữ vậy anh làm gì anh dữ vậy trò này vui á trò này vui anh khẳng định là trò này vui ờ bây giờ một là vẽ son hai là nhảy lên lòng chú được chơi được chơi được chơi đi vẽ xong rồi thôi dừng lại đi hồi nãy bé nó kêu là cháu không ôm chú nhưng mà chú ôm cháu được ôm cháu nha 30 giây rồi ok rồi vô cháu từ sau đi nha 30 giây kìa 30 giây bấm đi 1, 2, 3 ui anh thích từ đằng sau à buổi tiệc đêm hôm ấy vẫn tiếp diễn trời về khuya cảm xúc các bạn lắng đọng lại cùng với một ca khúc nhẹ nhàng hôm nay tôi buồn một mình đọc phố đông nơi ánh đèn soi sáng lòng anh những gương mặt lạ lẫm trong mối tình của tôi chẳng có vui ơi anh này tôi rất yêu anh sao anh lại ra đi trời buồn quá câu này là câu tình yêu mà sao hiểu khúc này chắc không có chị cái câu này đúng chị đúng nhìn giấc mơ qua ai chờ hình bóng ai kia theo mùa điều xấu này mang nỗi sầu đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bóng nghe sao xa lạ theo tiếng yêu nơi phương trời xa tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa đèn đường hát yêu góc phố mình em một đời cớ sao vây quanh lòng em chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại chỉ hôm ghê quá xịn quá chị thích con gái biết đàn lắm để hâm nóng bầu không khí trở lại các thành viên đã cùng chơi trò vòng quay thử thách à, bây giờ mình có một cái bàn xoay trên đây thì có rất là nhiều trò ăn chơi xa đoạ không bổ ích à buổi trò ăn chơi bổ ích đó là rất là nhiều nha đây cho mọi người coi bàn xoay của chúng ta xoay rất là mượt nha không có bị trục chặt gì luôn hết nha để thử không có lâm châm ở dưới á không nó điều khiển chứ không có nằm chậu rồi mỗi người sẽ xoay theo vòng dính cái gì thì mình sẽ làm cái đó quay rất mạnh gì vậy môi chặt tay trong 30 giây quá hay đúng rồi nói sao giờ chọn người nào em chọn người nào tùy em thằng dưới chọn ai thằng dưới sao mọi người căng thẳng quá vậy? Đang đợi. Thôi nhanh nha. Chọn. Chọn đi chị. Nhanh thì chọn hai người bên cạnh. Rồi, chọn đi anh. Ừ. Rồi, vậy đi. 30 giây lận hả? Sao lâu quá vậy? 30 giây, 30 giây để nha. Bấm luôn. 1, 2, 3. Năm. 10. 15. Em không dám thở luôn á. Ừ, ù tay lên em đi. Dạ chị nín thở nửa phút thôi. 20. Nói ù tay em. Cái cảm giác khi mà môi của Kim chạm vào tai của mình thì nó cảm giác môi Kim rất là nóng ấm. Mình cũng hơi hồi hộp. Cũng có cái gì đấy, cũng vui vui, cũng thích tại vì lâu rồi chưa có môi của một người con gái nào mà chạm vào tai của mình gần như vậy. Mình rất là cảm thấy người của ấy mình rất là nóng và hồi hộp, xạo dực, vui nữa, rất là sướng. 30 kết thúc. Sao lâu thế? 31 luôn này. Thì em giữ sao lâu thế đó.
Môi chạm tai trong 30 giây. Nghiệp đến nhanh quá, nghiệp quật nhanh quá. Nghiệp quật không chờ vào bài. Anh chọn ai? Anh à? Anh chọn với anh đúng không? Cháu, hả? Anh chọn với anh không? Không, không phải cháu rồi. Cháu, cháu. Gì chú? Gì chú? Trời đất ơi, hay là con bé đủ tuổi. Cuối chương trình mà cháu mà yêu chú thì nó mới là vấn đề đây nè. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Không dám thở luôn, còn một nửa thời gian nữa. Vui quá. Cái lúc mà mình thử thách với lại anh Duy thì mình cực kỳ ngại luôn. Tại vì kiểu như chạm vào tay xong rồi chạm chưa được 30 giây thì anh đó đã cười phụt vào tay mình rồi. Tay rồi, có ổn không? Mời thí sinh tiếp theo chuẩn bị vào vòng quay chiếc nón kỳ. Ta đang nín thở. Khoa nói gì? Không vui mà, đang nín thở, đang không có thở được. Anh cứ thở bình thường nha, bị anh nín chi. Không thở, tại vì sợ mấy bị nhột lỗ tai á. Rồi, bắt đầu. Xong rồi anh phun luôn. Để em say. Sợ nhột quá sao? Thực hiện một thử thách từ các thành viên. Bây giờ Linh. Lặng. Hãy ngồi im. Để cho nhưng mới để cho cái tự nhiên nhìn qua. Em thấy nguy hiểm phải luôn á. Nhưng mà rất vui kiểu Mình qua rồi. Không, thì thử là được lại. Để cho cái là kiểu Cơ hội chú cháu đấy. Bây giờ nhá. Chú đi. Bây giờ này, em hãy ngồi im. Ấy, anh làm mọi người hồi hộp. Ngồi im trong lòng của anh. Ngồi trong vòng 30 giây. Thôi đừng làm vậy, em thích lắm. Đừng làm. Thế không nữa. Ôi ngại quá mọi người ơi. Thôi bây giờ yêu cầu như này ôm qua lại cầu khác đi. Bây giờ yêu cầu như này này. Nhẹ hơn thôi, làm ơn. Ok. Rồi vậy ôm đi. Ôm qua đây. Em hãy vẽ son vòng tròn miệng của em. Không. Trò này vui. Anh khẳng định là trò này vui. Bây giờ một là vẽ son, hai là nhảy lên lòng chú. Được, chơi đây. Dừng lại đi, hồi nãy bé nó kêu là cháu không ôm chú nhưng mà chú ôm cháu. Được rồi, 30 giây rồi, ok. Rồi, vô cháu từ sau đi nha. 30 giây kìa. 1, 2, 3. 3. Ui, anh thích từ đằng sau. Ủa, chắc cao quên bấm rồi. Ơ, cái gì vậy? 30 giây, bấm lộn rồi. Vẫn được. Cái gì vậy? Cái lúc mà anh Duy ôm mình thì mình cảm thấy mắc cười. Tại vì cái ôm này nó mắc cười lắm, nó giống như là tình thân ôm con cái, ôm anh em. Cảm giác cô bé thì sự cô bé cũng ngại ngùng. Từ lúc đầu mà Duy mới gặp bé Sa thì bé Sa đã ngại ngùng rồi. Nhưng mà Duy nghĩ là sau những trò chơi, sau những thử thách á thì bé Sa cũng sẽ dạng hơn. Mà thật sự là như vậy, bé Sa cũng thoải mái hơn với lại cởi mở hơn với mọi người. Duy cảm thấy bé Sa đáng yêu hơn là lúc mới gặp nhiều. Anh Duy có vẻ vui vẻ, hòa đồng hơn. Mà hôm nay mình lại nói chuyện với anh Duy nhiều hơn. Cho nên là có lẽ là mình cảm thấy là mình sẽ kiểu như là cảm thấy nói chuyện với anh Duy sẽ thoải mái hơn. Giống như kiểu rồi, ok. Giống như kiểu cháu đi lấy chồng nhưng mà chú ôm không cho lấy. Rồi, người tiếp theo. Trời ơi. Ê, tụi mình đỡ ác đi, lỡ nghiệp quật. Nghiệp tới nhanh lắm á. Thổi cũng không hên cho anh. Đọc được không? Không biết luôn á. Không cần biết đâu. Đừng có nói xạo. Để em đọc cho. Không nói xạo đâu. Ê, qua tua. Ủa, mấy bạn nữ hả? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Sao tim nữ? Phải thổi. Đi kìa, thổi lên. Hồi hộp quá em đó. Rồi, xong luôn rồi, xong luôn rồi. Chế rồi, cảm thấy không có lên rồi. Xong luôn rồi. Ôm người khác giới bất kỳ. Ôm.
ôm ôm nhau đứng lên nào, đứng lên luôn, đứng lên, đứng lên, trong 30 giây luôn đi hả, trong 30 giây luôn đi hả, hay là 3 phút ta? Nhưng mà hát vừa đâu nha, dễ dãi quá, đừng dễ dãi như vậy chứ. 1, 2, 3. Ui ôi 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 ngửi chọn mùi hôi lách, ngửi chọn mùi hôi lách. Còn cao á, còn cao. Còn nhớ lúc mới đi tập về, Khoa muốn đi tắm nhưng các bạn nữ đã ngăn lại. Không cho tắm. Không cho tắm. Không cho tắm. Không cho tắm. Tại vì sao không ai mình nữ với mình không cho tắm. Ê cậu không cho. Chưa tắm kìa. Em ngồi chị tê. Ui, xui quá đồ á. Còn 15 giây nè, 15 giây, 15 giây, 15 giây. Có thử không? Đổ mồ hôi ghê luôn á. Xui quá. Trời ơi, nhỏ ghê luôn. Trời ơi, không thở luôn kìa. Rồi, 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 rồi. Còn anh em muốn bóc phốt. Bóc phốt nha. Em muốn bóc phốt. Anh bóc phốt. Thật sự. Thật sự. Hai đứa thật sự luôn á. Không nên thử thách. Không nên rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Không, em muốn mọi người coi như thế này. Không hề lãng mạn. Giống như cái ông này không hề lãng mạn. Nào, 1, 2. Sợ. Cái này không sợ. Anh cũng không sợ. Ồ, xin nó ba tô rồi. Lắm tay người khác giới đến lượt tiếp theo. Nắm tay thôi. Nắm tay. Người bên cạnh thôi. Ủa, tại sao? Mình thấy bạn Kim rất là dễ thương, rất là chín chắn trong cách nói chuyện, rồi hát rất là hay nữa. Và bạn ấy có một cái ánh mắt gì đấy khiến mình phải tìm hiểu, tò mò để xem bạn ấy đang nghĩ cái gì. Đấy là cái điểm mà làm mình để ý. Ủa, nắm tay chứ đâu phải nắm bàn tay đâu. Khó này. Khó thật sự, khó thật sự. Cái gì vậy? Ôm người khác dưới bất kỳ. Wow. Đó, đúng. Đó ôm luôn nè, đang nắm tay ôm. Khoa kiểu gì nè? Tôi đi. Tôi đi. Vậy ổng nói vậy. Người nắm có. Ê, mình nắm kiểu mình ôm chung. Ờ, qua đây đi, thúi quá đúng rồi. Ok đúng không? Kỳ vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đây cứ ôm nhau. Chơi. Ủa, gì vậy trời? Ở giữa hả? Có dây khoa kiểu gì sao được ta? Ở giữa. Hết lực người. Ôm người này thôi, người này vẫn lắm tay chứ. Cái cảnh tượng này không phải là tay 4 rồi. Tay 3, tay 4. Trời ơi. Ê. Bài ôm hả? Nhưng mà tại vì con bé này nó ít ra, còn trên này con chị là trong nách luôn. Không. Được rồi, ok, nào. 1, 2, 3. Ôi. Ôi. Ôi cái kìa. Lại. Trời ơi trời. Bao nhiêu? Phải bấm chung giờ nè. Chung giờ nè. Phải tắm lại. Phải tắm lại. Kim ôm nè. Không. Kim ôm nè. Cái đèn hết rồi á. Nhưng mà không ôm được đâu. Được. Đau sợ. Đau chân. Ủa sao tình nhiều quá. Cái gì vậy? Để không ôm được. Cái nào nhớ rồi. Cũng thấy Kim đẹp và vui. Biết giỡn. Ok. Trời đất ơi. Anh nên nắm tay luôn. Khổ quá à, cái mít hôi thật sự á. Hết giờ. Buông đôi tay vô ra nè. Một ngày mới đến với ngôi nhà chung. Trước khi ra khỏi phòng, các cô gái luôn cần phải trang điểm. Sao nó mới cấp khéo quá hả? Nhưng mà khó này mịn luôn á chị. Mịn. Nhưng chứ hồi tối chị mơ chị với ông Chí. Chị đang đi... Cái chỗ đó nó đang bị ẩm nước nha. Xong rồi tự nhiên nó có công tắc. Xong bắt đầu chị bật cái công tắc. Xong bắt đầu nó bị dính điện. Hiểu không? Nước nó đang dâng lên thì kiểu gì mình cũng sẽ bị giật thôi, tại vì điện nó đang rỉ ra. Mà lúc đó mình đứng rất là gần, chị kêu Chín ơi, em lấy cái nhựa em tắt cái công tắc hộ chị, nó sẽ không bị chập nữa. Ông Chín á, hả sao chị, sao giờ là sao? Ông quay một hồi là có một giấc mơ, là lúc đó chị tỉnh dậy chị thấy ghét Chín vô cùng. Thì giấc mơ sợ thật sự. Không, cái cảm giác lúc mà mình không ai cứu mình á. Tự nhiên mình sắp chết rồi mà không ai cứu mình hết trơn á. Ông Chín không cứu chị luôn. Không, ông cứ đứng. Sao chị, sao giờ
Trời ơi, giờ sao sao một hồi mình lên tới cung trăng rồi ổng còn vẫn giờ sao? Trời ơi, không ngờ trong mơ ông Chiến còn là chết hả? Chết. Trời ơi, chết một cái đập luôn. Ê, mọi người có biết cái kiểu là ghen vì chồng mình ngoại tình với con khác trong mơ không? Kiểu hay có cái kiểu à, xong rồi sáng ngủ dậy cái giận đùa dơ. Tức thật sự. Tự nhiên là mơ cái ghét người ta. Không, nhưng mà hôm qua đó là ấn tượng với anh gì anh? Bởi vì anh nấu ăn. Nấu ăn rất là ngon. Trời ơi, nhìn rất là đảm luôn á. Chị thì chị ấn tượng nhất Khoa. Không, chị thấy Khoa là chị muốn chọc Khoa à. Tại vì Khoa rất là tếu á. Nói chung là chị chọc là Khoa không hiểu là chị thấy mắc cười nữa. Thiệt chứ, hôm em đi kiểu không hiểu thấy mắc cười á. Hôm em đi qua sân bóng rổ với ảnh á. Sao mà bên sân bóng rổ chắc nhiều anh đẹp trai lắm hả? Duy Anh đẹp trai có mà. Trong khi ấy, các chàng trai đã ngồi chờ sẵn ở phòng ăn. Mình con cái rồi, trễ quá vậy. Ờ, con gái là vậy mà. Đói quá chị đói luôn. Thế mà nhìn anh Duy không ai nghĩ anh 31 tuổi luôn á. Ồ, nhìn rất là trẻ luôn. Trẻ mà kiểu cũng kiểu vui tinh tinh. Lúc đầu ảnh cũng trầm tính ha, lúc ngồi ăn trưa á, xong bắt đầu cạn về sau. Không biết hôm nay ảnh sao. Anh biết tối qua ấn tượng nhất câu nào với của anh Duy không? Ừ. Anh nói là tụi em nữ á, cứ đi nghỉ ngơi đi để mình làm hết cho. Ôi, rất là dễ thương luôn. Xong tự nhiên nha, ông Duy Anh chạy vô. Em thì bây giờ mỗi người bưng xuống một chút đi chứ bây giờ đông mà. Không. Đó lúc đó giống như bị phản biện lại á. Không, nhưng mà cái lúc xuống dưới á, cái lúc rửa chén á là em đứng với em rửa rồi. Ý là em nói là thôi để rửa cho lẹ á mọi người. Nhanh á, sợ con trai rửa lâu á. Anh việc này là việc của cô à. Đi ra. Dễ thương. Để tôi làm hết. Ừ, để tôi làm hết. Nha, yeah, kiểu lạnh lùng boy nhưng mà rất là ấm áp đúng không? Mọi người có muốn đưa chị về nơi làm việc không? Đang định nói nơi anh nghỉ cuối cùng. Chị. Hôm nay anh đi làm thì để anh đưa thằng đi làm. Có đứa mình sẽ rủ nhau về nhà mình, xong rồi về đây nấu cơm, ăn cơm ở nhà mình. Vậy là sau bữa sáng, Duy sẽ cùng Hằng qua chỗ làm, các bạn còn lại sẽ qua thăm nhà Duy Anh. Nhưng trước khi đi thì phải làm một kiểu ảnh với xe hồng đã. Và đã có người rất biết cách tận dụng cơ hội. Ủa? Tranh thủ hôn tóc của Kim. Tranh thủ hôn tóc của Kim. Trên đường đi, Duy và Hằng đã có một cuộc nói chuyện. Bao nhiêu chương trình này em đoán anh người bí ẩn không? Em có đoán không? Tối qua em nói chuyện thì em nghĩ là Kim. Còn anh bên Nam anh nghĩ là Chiến. Chiến hồi nãy có hôn tóc của Kim. À, không, hôn tóc là bình thường. Hôn tóc là bình thường. Tại anh thấy nó có đơn giản. Tại anh thấy những hình ảnh tiếp xúc rất là bình thường, như nắm tay hay cái gì là... Không, nhưng mà ví dụ như ủa đang chụp hình làm như em với anh làm sao quay qua hôn tóc nhau đúng không? Mình không nghĩ tới vấn đề đó luôn á. Không có nghĩ tới cái. Tại vì lúc chụp hình là tôi chụp đẹp nè, thôi anh em mình giơ tim nè. Bên nhóm còn lại thì khá vui vẻ khi có những chàng trai vui tính luôn tìm cách trêu ghẹo các cô gái. Giữ đi, hoặc là cỡ cầm dưới đây cũng được. Tại vì đúng rồi. Cái gì nữa, xa đâu, không tin gì nữa. Hết trời luôn á. Vậy là không đủ nữa thì cần thiết. Không, đây nè. Không phải đâu. Không đụng được đâu, xa quá. À, ý là nãy gần rồi mới đụng được. Ờ, chắc là không đến 500 nghìn đâu. Cảm giác được. Em tham gia chương trình này mọi người sẽ không ai biết, không ai nghĩ được là em tham gia chương trình này, tại vì em với Vĩnh như vậy á. À không, em liều lắm luôn á. Anh thì biết như vậy mà anh sợ như là kiểu như là em quay YouTube nhiều quá thì người ta sẽ tưởng nó là mối quan hệ cặp luôn rồi. Thì đa số, nói chung là tụi em đang xây dựng kênh của tụi em riêng à. Ở trên cái mối quan hệ, ở trên cái việc là mọi người đều thích mối hệ của em và Vĩnh. Ừ, đúng rồi. Hai đứa em đều không bao giờ nói yêu nhau, nhưng mà nhìn người ta rất là thích.
ví dụ mà nếu cô Vĩnh đó, nếu như hôm nay mà Vĩnh tham gia chung với em á, đó anh đang suy nghĩ đó, thì đó là thì người ta sẽ mới rồi người ta sẽ đáng hai người cặp đôi bí mật liền trước chắc chắn đó, nhưng mà Vĩnh lại không tham gia. Thôi em về nhà sắp xếp công việc tí rồi có gì hẹn gặp cả nhà chiều nay nha. Ok, bye bye. Mọi người sẽ ăn luôn phần của anh. Và sẽ đợi chanh cho ăn đúng không? Hôm nay Chiến hết ăn chay rồi. Thấy thương, thấy ăn chay mà cũng không được ăn. Bye bye. Đây là spa của em. Trong lúc chờ hàng làm việc, Duy đã tranh thủ gọi cho nhóm còn lại. Tụi em đang đi qua nhà anh Duy Anh nè. Thì hả? Anh đang ở trên chỗ làm việc của hàng nè. Hello chị. Đang ở đâu vậy? Tụi em đang đi qua nhà anh Duy Anh nè. Anh nhìn thấy tôi giống đôi không? Ủa trời. Ôi gì ghê vậy? Đẹp đôi nhờ. Thì có gì nhắn cho anh cái địa chỉ nha. Tại lúc mà Hằng quay á thì ở gì anh chạy qua anh đang ké. Đói quá à, anh lại đói rồi. Đâu có mua cho anh gì đâu đúng không? Tụi em không có mua cho anh á. Ác thiệt luôn á. Mọi người có đi chợ chưa? Mọi người đi chợ chưa? Mọi người đi chợ rồi ạ. Thì tụi em đi chợ rồi. Anh đâu? Vâng. Nấu món gì vậy? Nấu món gì vậy? Em thích ăn tôm hay là ăn thịt? Em ăn anh. Ăn anh. Ủa sao giống nhau vậy? Mà anh Duy, em nói nghe nào, anh tự ăn đi nha, chứ tụi em không mua đồ cho anh thiệt. Trời em mát thiệt luôn á Tiên. Em mà không có đồ ăn cho anh là anh qua anh ăn em đó. Trời ơi sợ quá à. Thôi em sẽ nhờ đầu bếp gì anh kiếm đồ ăn cho anh. Ok. Gọi điện đi. Vậy nha. Nhắn tin cho anh cái địa chỉ nha. Ok. Bất ngờ luôn. Gần gũi các thứ nhỉ. Nhanh, tự nhiên cái gì vậy nè. Trời ơi, chị có thấy cái cảnh anh Duy tự mà sao? Ôi, nhìn giống như vợ chồng nha. Tụi nó vợ chồng và điện cho đứa con gái đi học xa. Anh, bây giờ em live, em làm việc trên Google một chút xíu ha. Em live stream một chút xíu thôi. Anh muốn các em live không? Có chứ, em like đi nhưng mà anh sợ bị dính anh không, kỳ đó. Không, tại vì anh đẹp quá, anh sợ em bị mất cái hình ảnh đẹp của em đi á, em hiểu không? Nhưng mà like ở trong đây rất là đẹp, để em mở cho anh coi thử nha. Mở em coi chưa like đâu. Hello mọi người. Em giới thiệu một chút nha, hôm nay thì hiện tại thì em đang quay một cái chương trình về tình yêu á. Chứ là một cái chương trình thực tế luôn về tình yêu. Thì hôm nay em có một bạn ở trong ngôi nhà chung có đến nơi làm việc của em, và em sẽ giới thiệu hiệu ứng mọi người tặng quà. Đây là đôi nốt thì em sẽ giới thiệu một chút về người bạn này của em. Hello mọi người. Đây, mọi người ạ, đây là anh Duy. Đấy, đẹp đôi không? Nhìn đẹp đôi nhờ, nhìn đáng yêu nhờ. Anh ơi, làm idol đi. Thì mọi người kêu anh sao tại sao không làm idol đi, để anh rất là đẹp trai. Anh ơi, làm idol của Vigo đi kìa. Để anh suy nghĩ. Nếu anh làm idol thì bạn này sẽ làm user cho anh. User có nghĩa là người đưa nốt cho anh về quà tặng. Người nuôi anh đó, người nuôi anh về công việc đó. Okay. Người trả lương cho anh đó. Ông kia tên là Văn Duy à. Ô. Hồi nãy có một số người nhận biết anh là diễn viên rồi đó. Chết rồi, thân phận bị bại lộ. Vậy là còn gì là bí mật nữa. Mọi người nhớ đón xem chương trình nha. Hiện tại thì hai anh em mình đang tham gia vào một cái chương trình về tình yêu. Nhanh, ok. Văn, anh, Duy. Cái này em đọc comment mà em đâu biết đâu. Cái này mọi người comment em đọc nè. Em đâu biết tên của anh đâu, em đâu biết gì đâu. Em đâu biết gì đâu, mọi người biết gì đâu. Thôi giờ em phải tắt like, em đi tiêu tiền đấy mọi người. Hai anh em kiếm được 210.000 đủ tiền ăn trưa rồi. Đủ tiền ăn trưa rồi. Ui trời đẹp. I love you 3 tỷ lần. Thật sự cũng có một chút xíu thôi là cũng có thích đó. Nhưng mà lúc mà đi cùng nhau á, với lại đi cùng nhau nhiều quá thì
Linh làm việc á, cũng nhìn cách Hằng làm việc, thì Duy cũng làm việc chung với Hằng thử luôn. Thì Duy thấy á, là hai người hợp chung, đi chung với nhau. Ví dụ mình đi chung với nhau, cùng làm nghệ thuật, cùng làm bạn với nhau, cùng làm có những công việc có thể giúp được nhau tốt hơn là hai người sẽ quen nhau. Nếu mà hai người quen nhau thì rất là khó, tại vì hai người quá giống tính nhau, quá giống nhau. Bây giờ là em chuẩn bị đi quay rồi, mà anh qua bên đoàn phim em hơi ngại, tại vì anh cũng đang quay chương trình này. Anh đừng có xạo, giờ anh đói bụng đúng không? Cho nên là anh muốn bỏ em đi đúng không? Anh muốn qua, anh qua bên kia anh nghe là có tôm, có trứng, có thịt, có cá. Sao em hiểu anh nói vậy? không phải là anh có ý như vậy, nhưng mà anh... Thôi anh đi ăn đi, giờ em nhịn đói cũng được. Chương trình này đâu quan tâm những diễn viên mà nhạt nhòa như em đâu. Ừ vậy nha, bye bye. Em, chú của em gọi nè. Đi một chút xíu rồi nhớ. Hello chú. Chú tới rồi, xuống mở cửa. Ủa tới rồi hả, vậy chú có lên lầu chưa? Thì phải xuống mở cửa chú mới lên được chứ. Ê, chú ơi, chú chịu khó đứng dưới đó nha. Tụi con ăn bây giờ cháu đâu có biết ai ra mở cửa đâu. Ok. Hay là chú đứng ngoài đó luôn được. Không được đâu. Thôi nói chứ đợi chút đi. Đợi một chút là bao giờ? Ủa mọi người bây giờ ai xuống chắc? À Du. Thì cháu xuống đón chú đi. Thôi cháu không đi một mình được. Cháu xuống đón đi. Đợi cháu chú. Chú muốn gặp riêng cháu đó, cháu xuống đây. Bé rất là dễ thương mà trẻ con á. Với lại bé cũng nhỏ hơn Duy đúng 12 tuổi. Duy cứ hay chọc bé là chú cháu với nhau, cho nên là Duy để lại để ý bé xa nhất. Khoảng